Kính thưa toàn thể huân trường, thì đến với ngày vui của đồng chí ngày hôm nay, thì thay mặt cho anh em ban thư phủ, ban thư chấp hành đoàn xã, thì chúng tôi những các đồng chí của đồng chí Dĩ có mặt tại huân trường này xin phép có một món quà nhỏ nhỏ gửi đến hai vợ chồng đồng chí, và chúc cho đồng chí có một cuộc sống viên mãn, trăm năm hạnh phúc. Và cuối cùng xin được gửi lời chúc tới toàn thể huân trường một buổi trưa ngon miệng và vui vẻ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Let's go.
ống nào tình yêu tìm cho mình một chỗ ngồi. Ông ý lý tưởng được chương trình buổi lễ ly hôn của chú bảy Lê Duy và cô dâu Ngọc Phương sắp chờ được bắt đầu. Vâng, xin được hân hoan chào đón toàn thể quan khách có mặt trong khán phòng tiệc cưới cùng chúc vui và chúc phúc cho buổi lễ tình hôn của chú rể Lương Duy và cô dâu Mạc Phương trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho đơn vị tổ chức thực hiện trung tâm tiệc cưới của tuyên nhân đến từ thôn Cầu Đất, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, kết hợp với trung tâm tổ chức sự kiện của hôn nhân đến từ xã Lục Gia, xin được gửi tới toàn thể quan khách lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương nhất. Chúc toàn thể quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, tràn ngập niềm vui, tiếng cười và thành công trong cuộc sống. Kính thưa toàn thể quý vị, cô dâu chú rể cũng ngay bên gia đình rất là chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị có mặt trong ngày vui hôm nay và sự hiện diện của toàn thể quý vị những tình cảm nồng ấm mà tất cả mọi người đã dành cho cô dâu của chúng đây. Với lần nữa xin cảm ơn lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ là thời khắc đẹp nhất mà tất cả chúng ta ai cũng đang mong chờ. Ngay bây giờ cả chúng ta hướng mắt về sân khấu nhỏ tình yêu cùng cho cô dâu chúng đây. Hai bông hoa đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong buổi lễ thì hôm nay đó chính là chú rể Lương Duy và cô dâu Mạc Phương, xin được phép được ra mắt toàn thể quý vị.